Theo lịch âm, hôm nay là rằm tháng Giêng hay còn gọi là lễ Thượng Nguyên, Tết Nguyên Tiêu, ngày rằm đầu tiên của năm mới. Dân gian có câu cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng, bởi ngày này có một ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống tâm linh và tín ngưỡng của người phương Đông. Tại Việt Nam, cứ vào ngày lễ trọng đại này, người người lại đến chùa để cúng dường, không chỉ cầu mong sự may mắn bình an mà còn mang tinh thần hướng về tổ tiên, nguồn cội. Sáng ngày rằm tháng Giêng tại chùa Kỳ Quan 2, quận Gò Vấp, từ trẻ nhỏ đến người lớn, từ thanh niên đến các cụ ông, cụ bà đều thành tâm đến chùa từ rất sớm để kịp thực hiện nghi lễ cầu an vào giờ lành. Đi chùa thì tâm mình biết hướng về Phật, cái sự khổ đau, phiền não nhiều nên mình cần phải đi chùa để có cái sự an lạc, bình an. Một lạy tháng Giêng bằng 100 lạy những ngày thường. Năm nay 82 tuổi, tôi đến chùa để lễ cầu an cho bố mẹ, các con cháu cho mình. Không nhất thiết là mình phải mặc những trang phục theo quy định hay gì hết, nhưng mà đối với mình, để mà có một tấm lòng cung kính đối với Tam Bảo, mình có thể mặc những bộ đồ lam hoặc là áo tràng. Mình cảm thấy rất là an lạc, rất là tự tại và mình cảm thấy hoan hỷ với điều đó. Đi chùa ngày rằm là nét đẹp văn hóa được gìn giữ lâu đời trong tâm thức người Việt. Vào ngày này, nhiều người quan niệm nên ăn chay, giảm sát sinh, nói điều hay, lẽ phải. Tuy nhiên, người dân cũng nên hiểu đúng về những nghi thức trong ngày rằm tháng Giêng, chỉ nên áp dụng những điều phù hợp, tránh mê tín dị đoan. Việc cúng lễ cốt ở thành tâm là chính, không nên bày vẽ tốn kém. Rằm Thượng Nguyên, Thiên Quang Tứ Phước, có nghĩa là một cái rằm lớn Thượng Nguyên đầu năm, mà Thiên Quang là ở trên trời ban phước xuống cuộc đời này. Quan trọng nhất là ngày rằm tháng Giêng này không nên nghĩ tới cái việc mà gọi là phóng sanh thả cá hoặc là mình đốt vàng mã, điều đó cũng là một cái tín ngưỡng nhân gian thôi, chứ không phải là cái ý nghĩa của nhà Phật. Mà mình phải biết hướng về những gì cao quý nhất, nhất là tổ tiên, nguồn cội, lịch sử, văn hóa, tâm linh của Việt Nam. Theo cái phong tục của người Việt mình ấy, thì là trần sao âm bậy thì người sống ấy muốn gửi gắm một cái gì đó để báo hiếu cho người đã khuất. Nhưng mà thực sự ra theo quan điểm của nhà Phật giáo ấy, thì nếu mà mình có giữ cái truyền thống đó thì mình cũng lấy cái tượng trưng thôi. Hay bây giờ mình cúng cho người đã khuất ấy, thì mình dành cái đó mình cho những người khó khăn, rồi mình hồi hướng cái công đức đấy cho những người đã khuất, thì cái phúc báo nó nhân nó vô lượng hơn. Thì cái truyền thống đi chùa của Việt Nam thì nó rất là đẹp. Tự nhiên mình đi đến những nơi linh thiêng, mình vui vẻ, mình hoan hỉ, mình nạp năng lượng tốt vào trong cái bản mệnh của mình, và mình gọi là rũ đi những cái muộn phiền của năm cũ để mà mình tìm những cái bình an, những cái thành công trong công việc và trong cái gọi là cuộc sống hàng ngày. Tháng Giêng lễ Phật ngày rằm, thọ trai thanh tịnh, lỗi lầm sinh qua, phước điền công đức lợi tha, giao duyên Bồ Tát lòng ta thanh nhàn. Thưa quý vị, dù là ở miền nào, độ tuổi nào, chắc chắn ai nấy khi đến chùa đều hướng về niệm lành, cầu mong một năm an bình, vạn sự hanh thông. Tuy nhiên, vào đúng mỗi ngày rằm tháng Giêng, dòng người đến lễ chùa thường rất đông đúc. Vì chúng ta hành xử văn minh và không cổ suý cho các hành động mê tín dị đoan là đang góp phần vào gìn giữ nét đẹp văn hóa về niềm tin tín ngưỡng của người dân Việt Nam.